đấu vô địch. Và đội tuyển Việt Nam liệu có chắc chịu được cơ hội này không? Và đá phạt của Xuân Trường. Đánh đầu! Ba! Bàn thắng của Anh Đức. Không có thời gian nữa rồi các bạn ạ, à. Không có thời gian nữa rồi. Vẫn là cú sút. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Quá mạnh. Câu trả lời của Phan Thô với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Phan Thô. Những thực nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì anh Đức đã bị chuột rút thật rồi. Nhưng đó là cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết tẹt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Thái Lịch cũng đang diễn ra giống như Lịch. Cao Huynh đã chơi có thể nói là rất lung túng. Anh bất ngờ trước tình huống dứt điểm của anh Đức. Cú đẩy bóng của Cao Huynh phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang và lại cuộn vào trong. Không có ai di chuyển. Ông Park Hang Seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không?